Bếp màu vàng. Chồng bên này ha. Rồi bây giờ là điện từ đây đi vào, có một đường đi vào bo, một đường đi vào qua cái con này là điện trở nhiệt. Khi nhiệt độ mà nó nóng lên đủ nhiệt độ ghi ở trên thân của nó thì nó sẽ ngắt, nó không cho cái điện 220 nó bảo vệ cái hệ thống điện mình. Khi mà con này ngắt thì cái hệ thống mà báo, cái hệ thống báo này nè, nó sẽ không hiển thị luôn, đúng không? Đó là nó không báo, nó ngắt là cái bo hệ thống này không hiển thị luôn. Rồi như vậy thì khi nhiệt độ ở đây mà nó có chạm chập như thế nào, nó nóng quá đi, bộ khiển mình bị hư đi, nó không báo được, ngắt được, thì nói cái này là cái con bảo vệ đầu tiên, là khi điện vào đây, qua đây nó vẫn dẫn điện nha các bạn, biết không, nó vẫn dẫn điện vô, nhưng mà nó sẽ báo qua đây cái cái này, thì từ đây đi vô đây, qua đây, qua đây, và vô trong cái cuộn mai so. Ở trong đây là cái cuộn mai so nè, nó quấn vô trong cái đế nồi mình đó, để cho nó nóng đó, và điện nó sẽ chạy qua đây, nó chạy qua đây và nó đi vô trong đây một sợi dây. Tại sao nó đi 3 giây? Tại vì khi mà nó đi vô một sợi dây đây thì nó sẽ có một cái rele, nó chập cái sợi dây bên đây với bên đây lại, thì nó nối mạch từ bên đây là điện 220 nè, nó sẽ nối mạch lại là 220 nữa, đi vô qua này, qua này, qua này, qua này, qua này, hai cái này chập lại, thì nhiệm vụ của ở trong đây nó sẽ làm chập lại cái này, nó mới nấu được cái này. Còn nấu chậm, nấu nhanh, nấu mà nấu lẩu, nấu như thế nào á, thì ở trong đây nó sẽ có một cái mạch khiển để điều khiển được khi nào nó chập và khi nào nó buông, khi nào nó chập và khi nào nó buông. Đó có nghĩa là bây giờ điện 220 vô đây nè, hai dây này nè, nó sẽ chập lại với nhau, là mình gỡ ra, mình cắt ra, mình vẫn nấu được nha các bạn, nấu được luôn, nhưng mà không cần bộ điều khiển này luôn. Nhưng mà có bộ điều khiển này để chi? Để khi mà nó chập nhanh, chập chậm, thời gian hẹn giờ đồ này kia nấu á, là cái chức năng của nó đó, đây là những cái chức năng của nó này, nó sẽ được điều khiển ở trên này nè đó. Rồi như vậy thì muốn cái bộ này nó chạy được, nó hoạt động được, thì nó cần phải có một cái điện thế để nó cấp vô, ví dụ như là 16V, 12V để cắm cái rele trong đây, thì nó sẽ cần có điện 220 đi vào. Ở đây nó vô là 220 đi vào rồi, thấy không? Và đi ra đây là nó cần có một cái điện gì? Đây nè, đây đi vô đây, vô đây, vô đây, qua đây, qua đây, vô đây là có một sợi dây đi vào rồi. Rồi như vậy thì ở bên đây cần phải có một cái sợi dây, một dây đi vào nữa, để chi? Để cấp điện 220. Bây giờ mình tháo bộ này ra. Rồi, tháo bộ nó ra. Để mình coi cái quy lý hoạt động của nó như thế nào. Rồi bây giờ ở đây là cái mạch điện chúng ta dỡ lên, dỡ lên đây, chùm lên nè. Rồi mình mở ra, mở hàng ốc ra, dưới đây có hàng ốc mình mở ra luôn nha. Nguyên lý hoạt động trước, mình coi cái nguyên lý hoạt động trước rồi mình mới sửa máy được. Thứ nhất, nguyên lý hoạt động nó là như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy nè. Điện 220 đi vào. Cắm như cái dây đi anh. Cắm như dây đi. Đây, dây nè. Cắm vô đó. Rồi. Nếu mà đồng hồ này nó không hiển thị á, thì mình sẽ kiểm tra ở đây có điện 222 chưa. Nếu có rồi ở đây thì mình sẽ dò, mình sẽ dò đây nè, đây nè, từ đây nó qua đây, qua đây, qua đây, chạy vô đây và nó qua đây, đi về đây là một cái chấu này nè ha. Khi mình rút cái chấu này ra với cái chấu này nè, là mình nhập lại là nó sẽ gì, nó sẽ nóng cái cuộn này lên, là mình bỏ cái mạch này luôn nhé. Còn cái điện này nè, để cấp vào để cùng với cái điện này là 220 để qua một cái bộ, qua một cục tăng phô, đây là qua tăng phô nè, hai cái dây của tăng phô, thì hai dây tăng phô nó sẽ ra điện ở đây là điện AC, mà điện có 16V thôi, 16V để nó cung cấp cho cái dàn khiển này, để cho nó biến điện ra. Thì ở trên đây á, mình nhìn trên đây nè, nó sẽ có cầu diode, đây cầu diode nè, cầu diode, cầu diode thấy không? Cầu diode này nó sẽ nắng điện ra 16V trên cái tụ này nè. Trên hai cái tụ này nè, có cộng và trừ, mình sẽ đo điện ở đây có 16V. Nếu không có 16V thì mình sẽ coi cái phần này nó chưa hoạt động, dò lên mình sửa. Còn nếu mà có 16V thì mình dò tiếp. Và vô tới đây á, thì nó chia ra hai đường. Một đường là 12V là đi vào cái rele để nó nhảy. Và cái rele này muốn nhảy được thì có một con tăng sitor đây nè. Ở đây con tăng sitor này nó là con 80550.
là con nghịch. Rồi thì ở đây nó chia ra một đường nữa là đi qua đây là nó sẽ ổn áp một cái con IC ổn áp, đó là 7805. 7805 này á nó sẽ có một cái nguồn dương để đi vào trong cái socket này nè. Cái socket này là để lên trên cái gì? Quay cái mặt khiển ra em. Để đi lên cái mặt khiển này. Rồi đi mặt khiển này sẽ có cộng trừ 5V đây rồi, thì nó sẽ điều khiển ở đây. Nó có một công vi xử lý ở đây, nó xử lý ở đây để bấm lệnh. Lệnh nó sẽ được nối xuống những sợi dây này nè để điều khiển ở trong đây. Và làm cho cái relay này đóng ngắt thời gian chậm hay là nhanh là con này nó quản lý. Và xuống đây là để đưa những cái lệnh đây. Rồi mình phải quan trọng là mình phải kiểm soát được. Thứ nhất là mình coi hai cái con này là con 8050 này nó còn sống hay không. Khi nó còn sống thì khi mình bấm một cái lệnh đây, thấy không, thì nó sẽ gì, nó sẽ hoạt động relay, nó nhảy thì sao, hai thằng này nó mới chập lại với nhau. Relay nè, đây là cái relay nè 12V. Rồi nó sẽ chập lại với nhau thì nó mới hoạt động được cái cuộn dây trong đây. Nhiều khi relay nó nhảy mà cái cuộn này nó không có kỳ, không có hoạt động, mình phải đo cái cuộn này, đo ôm. Đây, cuộn dây này là mình phải đo ôm. Đo ôm bằng cách là mình dùng đồng hồ đo. Bằng cách là dùng đồng hồ đo, bỏ thang nhớ. Nhân 1. Mình sẽ đo cái cuộn này. Coi nó còn sống hay là đã mất rồi. Rồi có. Cái cuộn dây này nó đang còn sống. Bỏ qua cái chuyện là cái cuộn này đi. Rồi bây giờ ở trên đây nó có con 7805, mình phải đo ở đây nè. Ngõ ra của 7805. Đó, 7805 mình phải đo nó. Xem cái ngõ ra này nè, mình dùng cái mát ngay chỗ con tụ này nè ha. Mình đo đây là 16V. Thì bây giờ ở đây là nó có 12V để nó cấp relay. Rồi ở đây thì nó sẽ có gì? 5V. Để cấp 5V nó chưa ra thì coi 7805 này bị hư, mình phải thay con này nha các bạn. Thay con này. Và đảm bảo là có con 7805 này có 5V rồi thì cái này mình mới bấm được. Thì vừa rồi cái bệnh của mình đó là 5V vẫn ra, relay đã nhảy, thấy không? Nhưng mà nó không hoạt động, là nó lên nó tắt liền. Và chứng tỏ rằng là sao? Khi mà nó bấm nó không hoạt động là cái cuộn dây này nè, nó không có nhập lại với nhau. Nó không nạp lại với nhau là nó không có tiếp xúc với nhau thì nó không có cảm biến được. Ở đây nó có hai cái dạng cảm biến. Một là dạng cảm biến ở trên nắp nồi là đây, một dạng cảm biến là ở dưới gì? Ở dưới đế nồi vậy. Đó, ở dưới đế nồi, ở dưới cái núm mà chúng ta đậy cái nồi lại đó, lấy cái nồi kia lại. Chúng ta muốn cảm biến dưới đáy nồi này nè. Khi nhiệt độ dưới đáy nồi này á nó đủ nóng và nó có thể là ngắt ra. Ở trên cũng vậy, nó bảo vệ ở trên một cái cảm biến nữa. Thì hai cảm biến ở trên và ở dưới á, là nó thông với nhau, nó cũng tương tự với nhau. Thì cái con cảm biến này là mình đo nó là các bạn biết là đo nó khoảng cỡ 65 kg. Rồi nếu mà mình đo ngoài 65 kg thì hai con này nó bị hư. Ở đây mình cái mang nồi mình không bị hư. Rồi như vậy thì cục tăng khô để biến điện ra, và biến điện ra hai dạng, biến điện dạng nguồn 16V nè, và đưa qua relay này nè 12V. Nói chung là mình hiểu đây là biến ra 12V đi ha, để cung cấp vào cái relay này để nhảy. Relay này được điều khiển con 8050. Nhớ cái con này nếu đo, các bạn biết đo, học tăng sơ rồi, đo nó còn sống hay đã chết thì coi con chừng con này. Con này cũng dễ bị hư nha, do nó ngâm hoài điện nó cũng bị hư nữa. Đó, và nó chập điện nó cũng bị hư nữa. Còn con 7805 cũng vậy, đo chưa ra nguồn. Đây nè, con 7805 là chưa ra nguồn, có nghĩa là nó hư. Còn ra nguồn thì nó còn. Rồi. Và nó được điều khiển bởi cái chuông. Cái chuông này thì cái con này nó điều khiển luôn ha. Con này điều khiển vừa chuông và vừa le luôn. Khi mà nó ngắt điện thì cái chuông nó kêu lên. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy xung quanh để ý những cái phần. Thứ nhất là gì? Con điện trở nhiệt. Thứ hai là cảm biến. Hai cái cảm biến này nè. Rồi ở đây cảm biến thì nó dùng 5V ha. Khi có 5V rồi nó sẽ báo về đây nè, nó sẽ ngắt điện ở đây. Rồi như vậy thì trước khi muốn sửa này thì các bạn hàn lại cái chân để cho nó sạch sẽ hết, đừng có chạm với nhau. Rồi phải thử relay đã nhảy rồi nhưng mà nó không có bám điện qua thì nó cũng gì, nó cũng không hoạt động, và đèn nó cũng vẫn không chớp. Như vậy thì các bạn coi hết tất cả như đây là các bạn có hiểu không à? Như vậy thì đơn giản phải không? Chỉ coi hai cái nguồn, nguồn này nó chưa ra là mình phải coi hai nguồn này. Còn mà cái bệnh vừa rồi á là cái bệnh thứ nhất là cái bệnh nó bị hở mạch. Nó bị hở mạch.
nghĩa là nó hở mặt những cái con trong đây nè, mình phải chấm lại nó mới tiếp xúc được. Nhiều khi mình bấm lên có một cái lệnh nó không có hiểu là nó sẽ bị lỗi nha các bạn ha. Nè, hở mặt phải hàn lại hết cái mặt, và tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, trước tiên làm cái gì cũng phải chấm hàn lại hết các mặt lại để cho mình có cái lộ trừ, cái đó là tốt rồi, không còn kiểm tra nữa, rồi kiểm tra những cái phần khác. Rồi cái phần gle đây nè, khi mà điện vào đây nè, điện vào thì bây giờ các bạn biết không, ở đây có điện vào, các bạn phải dò điện vào vô đây, rồi vô đây nó qua một cuộn tăng phô nè, nó đi một cái chân của tăng phô nè, còn một chân lại đi tăng phô đây, thì một dây đây để điện phải phải qua mấy vòng qua cái cuộn dây rồi vô đây, thì nó vô đây nó qua cầu chì, các bạn đó phải biết dò nha, đó qua cầu chì nè, rồi cầu chì rồi bắt đầu là nó sẽ đi vào chân giữa cho đây nè. Và khi đó chúng ta không, bình thường thì chúng ta đo như vậy nè, là nó không lên kim nha, nó không lên kim, không lên kim, nó lên kim chẳng qua là nó có những tụ trọng đó, chứ mà thật ra là nó không có lên kim, nó không có lên kim nha. Mình rút cái này ra là đo nó không lên kim. Khi mà nó đóng gờ le lại rồi thì cái này nó sẽ nối liền với nhau, để chi, để nó cấp, đây là có 220 đi vào đây mới được, rồi nó mới nắn ra điện đây mới hoạt động. Thì trong trường hợp này nếu mất điện ở trên này, mất điện ở trên này thì chúng ta kiểm tra cái phần 5V và 220 có vào chưa, 5V qua cầu diode này nó có bị hư hay không, IC có bị hư hay không, là chúng ta không có điện ở đây. Còn khi mà các bạn mà thấy điều khiển rồi mà nó không ăn gì hết á, không nhúng nhích gì hết á, không kêu tít tít không gì hết á, thì các bạn coi là con 85 này nè. Đó. Rồi như vậy thì bao nhiêu bạn đã có hiểu về vấn đề này rồi nè. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Ủa mà cái thử gờ le mà lại hồi nãy nói, ví dụ gờ le này mình dùng như đây mình biết nó cái chân nào với chân nào không? Này 4 chân này. 5 chân rồi đây, nó 5 chân. Để thử gờ le các bạn hãy dùng điện bên ngoài để mà thử. Để thử nó ngắt điện 220 ra thì cộng với cái trừ với cái cộng là các bạn chụp gì nè. Thấy không? Và thử nó. Đó, thử nó. Nó nhảy thì cái điểm này nó tiếp xúc với điểm này nha. Thì cái điểm giữa này nó sẽ tiếp xúc với điểm này. Ở trong này nó có hai cái nào là giữa, cái giữa là không phải. Cái giữa này, này mới lên chứ. Đúng rồi. Nè, nó thường xuyên đóng giữa tiếp điểm này, nó thường xuyên đóng. Thường xuyên đóng. Còn khi mà mình mà bật nguồn lên thì cái này với này nóng qua nào nha. Cái này nó không lên nè. Vậy anh chích cho thử coi. Chích vô cái nguồn dương á, nguồn dương đây nè, đây nè. Nguồn dương đây. Rồi, anh buông ra. Chích vô lại. Đó, đèn lên nào. Đúng rồi. Đó, đo mình thử rồi le. Nóng à. Sôi, hơi lên. Rồi, anh giở lên đi. Rồi để vô lại, đổ nước ra hết rồi thử lại, đây là kính chưa, rồi bật lên chút còn cái này tiếp thôi nè, đúng rồi đó. Rồi anh bắt chế độ nấu, anh bắt chế độ nấu rồi nấu khác em, tắt đi rồi bắt chế độ nấu rồi. Nấu đây nè. Nấu này hả? Đúng rồi, nó nóng coi nó ngắt không? À. Coi nó có ngắt không biết không? Rồi, đúng nhịp độ nó sẽ tắt nha. Đây là nó đã báo mình rồi đó, nó gồm chín rồi đó. Ok, vậy là ok rồi đó. Okay. Bây giờ anh tắt. Bây giờ mình tắt cái này. Tắt đi làm lại coi. Bấm lại rồi nó sẽ không báo. Bấm đó, hoặc là nó báo một cái rồi tắt đi. Anh bấm rồi anh sẽ hiểu lại lần nữa là nó sẽ nóng chút xíu, nó sẽ tắt liền. Đó, bây giờ. Vậy là đúng rồi đó ha. Rồi bây giờ nè, mở lên. Quá nóng luôn. Rồi bây giờ mình đổ nước mình làm thử cái cam.